Xin chào tất cả quý vị, anh chị và các bạn nhé. Thì đúng là cũng là rất là khá lâu rồi thì bên em mới mua được một chiếc Mercedes-Benz C180 sản xuất năm 2004 mà lên form mới, máy mới rồi anh chị nhé. Cũng rất là lâu rồi anh chị ạ. Thì lâu lắm mới trải nghiệm được, mới được trải nghiệm lại một chiếc Mercedes-C180 khá chất, phải nói là chất nừ luôn. Em đang trên đường ra chỗ quay khu công nghiệp Thành Công quay. Đấy, các bác nhỉ, xời ui sướng lắm. Đấy, cũng phải nói là rất là khá lâu rồi, khá lâu rồi anh chị nhé. Chạy chắc như lắm cơm luôn. Đó, mẫu Mercedes-C180 sản xuất năm 2004, đăng ký năm 2005. Đây, với cái khối động cơ là động cơ 1.8 số tự động. Đây chị nhá. Thì cái con Mercedes-C180 này thì trong cái thời gian năm ngoái em bán rất là nhiều, phải nói là bán cực kỳ là nhiều luôn. Đấy, bởi vì là cái con xe này nó bền, rất là bền. Khối động cơ của nó chỉ 1.8 thôi, số tự động. Sử dụng dẫn động cầu sau nhá. Nên là đâm ra nó rất là khỏe, form dáng nó vừa phải. Đây, chắc như nắm cơm luôn. Phanh đĩa 4 bánh này, cân bằng điện tử 4 bánh, la răng đúc theo xe. Đấy, xe trang bị cả rửa đen, đấy bản đủ mới có anh chị nhá. Xi nhan tích hợp trên gương. Và có đây là con xe cam kết với chị là không tai nạn đâm vai cả nhé. Nguyên bản 100% luôn. Máy nguyên số nguyên. Đấy, máy nguyên số nguyên. Nội thất nguyên bản màu đen. Đang được bên em bán với mức giá rất là hợp lý thôi, 215 triệu đồng bao gồm hồ sơ và vận chuyển toàn quốc cho mẫu, cho tất cả quý vị anh chị nào mà xa. Đấy, xe được đăng ký năm 2005. Cái dòng C180 này thì nó đẹp lắm anh chị ạ, nó chắc chắn cực kỳ luôn. Đây, đèn bi xi lông nguyên theo xe này, rửa đèn đầy đủ đây. Đó, xe thì trang bị cảm biến. Đấy, cảm biến lùi này, cảm biến gạt mưa, cảm biến ánh sáng đầy đủ, cảm biến nhiệt độ đầy đủ hết anh chị nhé. C180 form dáng cực kỳ là đẹp, 215 triệu đồng. Đấy, các bác nhìn sơn si này. Tổng thành con này thì em cam kết với anh chị là không tai nạn đâm va, không ngập nước, tất cả nguyên bản 100%. Nội thất này, ghế đằng sau các bác nhìn nhé. Đấy, các bác nhìn này. Da này là da nguyên bản theo xe chứ không phải là da bọc lại. Đấy. Đấy, hàng ghế của nó đây chị nhé. Có đẹp không ạ? Nó không phải nói là quá đẹp chứ không phải là đẹp nữa rồi. Nội thất màu đen đây. Đó, form mới này. Nhìn cái mặt đồng hồ là nhận biết là form mới anh chị nhé. Mặt đài này, mặt điều khiển trung tâm. Đó, hai luồng kiểu hoạt động cửa gió điều hòa đằng sau. Sàn đã được sàn lắp sàn rất là hịn hò rồi. Đó. Rất là chắc chắn luôn, cực kỳ chắc chắn. Đó. Cực kỳ là chắc chắn luôn. Đấy, la răng đúc theo xe nhé. Đấy, nhìn qua nhìn này, la răng đúc nguyên bản theo xe. Đó, tên tư nhân biển Hà Nội. Đồ nghe đầy đủ. Đó, nguyên bản hết nhé. Con xe này nó đẹp thực sự. Đó, thì bác nào quan tâm con con C180 này, alo cho em, theo số điện thoại là 0358286286, em Quang Hải Dương. Đấy, nội thất của nó đây. 4 túi khí an toàn. Đấy, cốp mở điện này. 4 kính chỉ điện auto. Đấy. Nội thất ra nguyên bản theo xe. Rửa đèn đây. Đầy đủ đây chị nhé. Xe order được 16 vạn này. Cái này là cruise control, ga tự động nhé. Chế độ rảnh tay trên vô lăng. Đấy, điều hòa. Điều hòa là điều hòa auto. Đấy, hai vùng điều hòa riêng biệt hai bên anh chị nhé. Điều hòa tự động này, cân bằng điện tử này, kéo rèm đầy đủ hết, đầu CD 6 đĩa theo xe. Đó. Âm nhạc của dòng này nghe thì đẳng cấp rồi. Đó. Đây các bác nhìn nhá. Các bác nhìn rửa đèn này.
Đấy. Hai bên rửa đèn nguyên bản theo xe nhé. Đó, gạt mưa đầy đủ, điều hòa con này lạnh buốt buột luôn. Phải nói là cái mẫu xe nó đẹp thực sự là đẹp. Đây các bác nhìn này, nội thất của nó này, ghế da đen nguyên bản theo xe nhé. Đấy. Đây là khoang máy động cơ của chiếc C180 nhé. Sản xuất năm 2004, đăng ký năm 2005. Đấy, ABS đủ 4 bánh luôn. Sử dụng super chạc này. Máy đen, máy 271, máy dọc sử dụng dẫn động cầu sau. Rất là khỏe luôn, hệ thống treo con này nó từ trước và đến sau nó cực kỳ là chắc chắn luôn. Những thanh răng nó cực kỳ là chắc chắn luôn. Thì chống cabo là nguyên bản hết. Nói chung ở đây là một con xe mà không có một lỗi nhỏ nào. Đấy. C180, một cái mẫu xe lồi đồng cối đá chắc như lắm cơm của anh Nhạc C. Sản xuất năm 2004, form mới thì đang được bên em bán với mức giá là 215 triệu đồng. Nếu anh chị nào quan tâm đến mẫu Nhạc C180 này thì alo cho em theo số điện thoại là 0358286286, em qua Hải Dương nhé.